Chị hai, chị làm gì kỳ vậy? Tao đã nói mày đưa nó biến khỏi nhà tao. Mà bây giờ nó không biến thì tao tạt nước chứ sao? Chị, tao đã nói rồi. Hết chuyện hả? Mày đưa cái ngữ này về nhà, không có cưới xin gì hết á. Tao bây giờ đã nhắm cho mày các mối khác đàng hoàng hơn rồi. Chị hai, em thương Phương thật lòng. Em không có cần chị may mối gì hết á. Tao nhắc lại một lần nữa, tao không có rảnh hơi đâu mà đem tiền để cưới cái loại này đem về nhà cho mày. Loại gái mà không rõ gốc gác hả? Mày nhìn mặt coi có xíu nào đáng tin không? Sao chị nói chuyện khó nghe quá vậy? Tại vì nhà Phương khó khăn, Phương không có điều kiện, cho nên không có ăn gì với người ta được. Nhưng mà tính tình của Phương rất là hiền lành. Chị bớt khinh người lại đi. Em thương anh Bình thiệt không? Chị cho tụi em cưới nhau nha. Chị hai, em cũng thương Phương nữa. Chị đừng có phản đối tụi em nữa nha. Tao nói không là không. Mày á, mày còn trẻ lắm, mày chưa có hiểu hết sự đời đâu. Còn bây giờ mày không nghe lời tao á, mày muốn cưới á, tự đi mà cưới đi. Em đã nói hết lời rồi mà chị vẫn cố tình không hiểu. Được rồi, bắt đầu từ ngày mai em sẽ dọn ra khỏi nhà này. Chị đừng bao giờ tìm em nữa. Chị đừng bao giờ xáo trộn cuộc sống của em nữa. Đi. Đây là nhà mới của hai đứa mình. Em coi thử đi. Sao vậy? Không thích hả? Không có. Em thích. Nhưng mà em không vui. Tại vì tự nhiên vì mối quan hệ của hai đứa mình mà anh với chị hai từ mặt nhau. Thì em cũng biết rồi đó. Anh đã năn nỉ hết lời rồi mà chị hai cứ kiên quyết phản đối chuyện tình của hai đứa mình. Anh đâu biết phải làm sao. Không lẽ là em muốn anh cưới người khác theo ý của chị hai hả? Không có. Ý em là em muốn anh về năn nỉ chị hai. Tới khi nào mà chị đồng ý thì thôi. Chứ em đâu có muốn thấy hai chị em của anh giận nhau như vậy đâu. Em thấy em có lỗi lắm. Không phải lỗi của em. Tất cả là do chị hai quá cố chấp thôi. Anh cũng thương chị hai lắm. Anh cũng muốn ở với chị. Nhưng mà em biết không, đây chỉ là giải pháp tạm thời thôi. Anh phải cho chị hai thấy được thái độ của anh. Đâu phải muốn ngăn cản chuyện tình yêu của anh là ngăn cản vậy đâu. Có gì sau này á, để từ từ anh nói chuyện với chị hai lại. Nhưng mà anh phải hứa với em á, anh phải thường xuyên qua lại nói chuyện với chị hai, rồi khuyên chị để cho chị đồng ý về chuyện của hai đứa mình nha. Anh biết rồi. Đăng ký kết hôn xong là anh yên tâm rồi. Bây giờ coi như hai đứa mình đã trở thành vợ chồng, chỉ còn thiếu cái đám cưới nữa thôi. Em đừng có buồn nữa. Một lát nữa chị hai tới, anh sẽ giải thích cho chị hai hiểu. Chị hai, tụi em vừa mới đăng ký kết hôn xong á, tháng sau tụi em sẽ làm đám cưới luôn. Có gì lúc đó chị tới đại diện cho đàn trai nha chị. Mày đừng có tưởng chỉ cần đi đăng ký kết hôn mà chị sẽ chấp nhận chuyện này nha. Bây giờ mày không nghe lời chị á, thì sau này có chuyện gì mày tự chịu trách nhiệm lấy. Còn chị á thì vẫn không có thay đổi đâu. Đừng có lôi chị vào chuyện này nữa. Em không hiểu nổi chị lấy cái quyền gì mà cấm em cưới Phương, trong khi em đã năn nỉ hết lời rồi. Sao chị máu lạnh quá vậy? Thôi mà anh đừng có nói chuyện như vậy với chị. Em đừng có cản nữa. Hôm nay anh sẽ nói hết. Anh không nhịn nổi nữa. Chị, tuy là Phương nghèo thiệt, nhưng mà nhiều khi Phương còn có tấm lòng bao dung nhân hậu hơn cả chị nữa đó. Chị bớt khinh người đi chị hai. Phương, cô định kết hôn nữa hả? Cô đúng loại đàn bà lăn lòn đê tiện. Ê cái anh kia, anh là ai tự nhiên chửi vợ tôi lăn lòn đê tiện? Vợ của mày hả? Vợ của mày hay là vợ của tao? Cái gì? Đây là vợ của tao, còn đây là con của hai đứa tao nè. Mày nhìn đi nè anh kia, tôi với anh á chỉ là rổ rái ráp lại thôi, chứ có đăng ký kết hôn hồi nào đâu mà vợ chồng. Là sao Phương? Chuyện này đúng là tôi với cô á chỉ là rổ rái ráp lại. Cô không xem tôi là chồng cũng được, nhưng mà đây là đứa con của đứt ruột đẻ ra nè. Sao cô cạn tàu ráo máng quá vậy? Cô sống phải có tình người một chút đi chứ. Còn anh muốn biết sự thật hả? Tôi kể cho anh biết rõ bộ mặt thật của con đàn bà này. Cảm ơn em. Dạ, mời em. Ủa, em sao vậy? Em ngồi xuống nghỉ đi. Ngồi xuống đi em. Em có cần anh gọi cho chồng em hay là người thân đến đón không?
Em làm việc có diễm phúc mà có chồng. Em làm gái để có tiền nuôi mẹ bị bệnh nặng, rồi xui xui sao tự nhiên dính cái bầu. Mà em không nỡ bỏ con em. Em nhà mẹ đơn thân, một mình nuôi con. Còn em như hoàn cảnh của em quá. Không mấy giờ tại vì nhà anh ở gần đây nè. Không mấy em về anh em ở đi. Chứ bây giờ anh đi làm tối ngày à, ít khi nào anh có ở nhà lắm. Khi nào em sanh nở xong rồi tính tiếp. Thiệt vậy hả anh? Anh nói thiệt. Nhưng mà anh nói trước nha, là tại vì anh cũng nghèo quá nên có rau cháo mà cháo. Em đừng có chơi khen nha. Có chỗ ở á là em mừng rồi. Chúng tôi sống chung với nhau hơn được một năm thì cổ có bầu thêm đứa nữa. Lúc đó cổ mới lòi thật xấu của cổ á. Một người tham phú phụ bằng, ăn chơi đua đòi, sĩ diện. Lúc đó vì tôi nghèo quá, nó đòi bỏ tôi, bỏ luôn đứa con này để theo thằng đại gia khác, mặc cho tôi năn nỉ hết lời. Tôi nói đúng không? Ở đây nè, ba bốn mặt nè, có biện hộ đi. Thật ra anh này là chị gọi tới để vạch mặt nó đó. Nó không có người mẹ già nào cần phải chăm sóc đâu em. Ngay từ đầu chị thấy điệu bộ khả nghi của nó, chị đã cho người âm thầm điều tra rồi. Nó làm nghề bán thân nuôi miệng, chị đã phục vụ cho cái thói đua đòi của nó thôi. Kể cả việc nó lợi dụng mày, nó mồi chài mày, cũng chung mục đích đó à. Cô im lặng nãy giờ chứng tỏ là lời mọi người nói là đúng, phải không? Anh ơi, anh nghe em giải thích đi. Thiệt ra em có ở với anh Tuấn thiệt, nhưng mà người em yêu là anh. Em yêu anh thiệt lòng mà, anh tin em nha. Đủ rồi, ngay cả đứa con ruột của mình mà cô còn chối bỏ, thì cô biết thương ai yêu ai mà mày đặt thầy thuốc. Chị Hai, em xin lỗi chị, vì ngay từ đầu em đã không nghe lời chị. Em còn nặng lời với chị nữa. Chị đừng có giận em nha. Đi, bây giờ chị em mình đi. Anh ở lại giải quyết chuyện với nó đi. Đi em. Anh Bình, anh Bình. Tôi nói cô biết, từ đây trở về sau á, cô đừng có dát cái mặt về nhà tôi. Còn hai đứa con của cô á, tuy tôi không sinh nó ra, nhưng tôi sẽ nuôi nắng nó lên người. Tụi đó không thể nào sống chung như một người mẹ dơ bẩn như cô. Tôi đến trễ. Có gì đâu trễ, đồ ăn còn chưa dọn ra mà. Ủa, mà sao đi qua ăn tân gia nhà bạn không tháo nổi cái áo shipper ra vậy? Ngại quá, tại vì tôi đi giao hàng gần đây á, rồi sẵn tôi làm biếng, tôi mặc cái áo luôn. Xin lỗi nha. Em cũng thấy hoàn cảnh nhà mình bây giờ rồi đó. Ba thì bây giờ đang bị bệnh nặng, công ty cũng phá sản luôn rồi. Nợ ngân hàng á bây giờ thành nợ xấu hết. Nhà mình trước sau gì cũng sẽ bị xiết à. Chị cũng không có giúp được gì cho em hết á. Chị chỉ mong á, mai này em có lấy chồng á thì em tìm người nào cho tử tế. Chứ tình hình như này á, lỡ nhà mình có vấn đề gì á thì em dựa dẫm vào đâu. Chuyện tiền bạc, nhà cửa có mất á thì em không tiếc, mình có thể làm kiếm lại được. Chuyện quan trọng bây giờ em nghĩ tới là sức khỏe của ba. Mà chị em mình lại không có tiền, em không biết phải tính sao nữa. Ngọc, ăn bánh mì đi em. Anh mua cho em nè, anh sợ em đói. Em ăn sáng đi, anh tranh thủ anh dạy giao hàng nha. Em chào chị. Dạ. Ủa, ai đem? Dạ, ảnh là... Em đừng có nói với chị đó là bạn trai của em nha. Trời ơi, em bị sao vậy Ngọc? Em không thấy nhà mình đang đủ túng hoạt hả? Rồi giờ em quen người giống vậy á, rồi sao em có tương lai? Rồi bao giờ em mới có tiền lo cho ba? Em muốn ba chết em mới vừa lòng hả? Rồi giờ em quen người giống vậy á, rồi sao em có tương lai? Rồi bao giờ em mới có tiền lo cho ba? Em muốn ba chết em mới vừa lòng hả? Mình phải làm gì đây? Mình rất thương anh Quân, nhưng mà ba đang bệnh nặng như vậy, mình phải làm sao đây?
Ngọc, chị nói nghe nè, có anh Tùng ở dưới đón em á, em xuống đi ăn với ảnh đi nha. Anh Tùng hả chị? Ừ. Chị nói với ảnh là em không có nhà nha. Trời đất ơi, sao không có ở nhà? Trời, cơ hội đó nắm bắt đi em, khờ quá à. Biết đâu á hả, ba có tiền trị bệnh sao? Em không muốn ba có tiền trị bệnh hả? Thôi đừng có suy nghĩ gì nữa, đi, đi nhanh lên, đi với chị. Ngọc, tặng em nè. Nhưng mà cái này mắc tiền lắm, em không dám nhận đâu. Sao vậy? Cái này là công sức của anh đi tìm cả buổi mới được cái mẫu đẹp như vậy tặng cho em á. Em không thích hả? Anh bỏ à? Thôi được rồi, em nhận. Cảm ơn anh nhiều nha. Em thay đổi nhanh như vậy luôn á. Anh có làm gì sai đâu. Anh đợi em nói chuyện xíu nha. Đúng, là tôi thay lòng đổi dạ đó. Tôi không thể nào yêu một người thiếu bản lĩnh như anh được. Từ lúc tôi quen anh tới bây giờ, anh có tặng tôi được món quà nào giá trị chưa? Thứ tôi cần á là một người bảo bọc. Bên người đó tôi cảm giác an toàn, chứ không phải một người bất tài như anh. Ngọc ơi, tao nói thật nhá, mày lấy được anh Tùng á, đúng là hạnh phúc của đời mày ý. Thật, tao thấy mày sống với anh Tùng cứ như là bà Hoàng ấy. Em nhìn đi đâu vậy? Em nhìn thằng Quân hả? Em còn mê đó hả? Mê thì nói chuyện với nhau đi, có gì đâu ngại. Ra ngoài nói chuyện xíu đi. Bao nhiêu đồng nghiệp, bao nhiêu bạn bè, anh nói như vậy không sợ mất mặt em hả? Tao nói không đúng hả? Tao biết ngày trước mày lấy tao cũng chỉ vì mày muốn có tiền chữa bệnh cho ông già mày thôi, đúng không? Đúng là lúc đó em muốn có tiền để chữa bệnh cho ba. Nhưng mà từ ngày em lấy anh tới bây giờ, em chưa hề có lỗi gì với anh. Tại sao lúc nào anh cũng ghen tuông vô cớ, rồi anh đánh đập, anh hành hạ em vậy? Tại vì tao biết mày còn yêu nó. Nó đọc trộm nhật ký của mày rồi. Mày ở với tao nhưng cái đầu của mày vẫn còn ở bên nó. Mày ngoại tình tư tưởng hằng đêm. Mày tưởng tao không biết hả mày? Ê, chuyện gia đình tao để tao giải quyết. Mày là cái thái mày xen vô. Nè, tao nói mày biết nha, mày là thằng đàn ông á, đánh phụ nữ gì là hèn, biết không mày? Mày nói hay quá ha. Đây là vợ của tao, tao biết cách dạy, tao không có cơ may. Ý mày nói tao không đủ tư cách hả? Đúng. Mày xem đi, xem tao đủ tư cách nói chuyện với mày không. Cái gì? Mày làm giám đốc ở công ty này? Tao nói cho mày biết, tất cả những hợp đồng của công ty tao ký với mày từ đây sẽ chấm dứt. Em xin lỗi anh, nhưng mà đây là chuyện của gia đình em. Anh về đi, em tự giải quyết được. Em không có lỗi gì hết á. Ngày trước á, anh không có gì trong tay, nhưng bây giờ á, anh có đầy đủ rồi, nên sẽ đứng ra bên vực cho em.
Anh không để ai làm cho em phải chịu khổ đâu. Nhưng mà bây giờ anh đâu có làm shipper đó đâu. Tại sao lại em mặc như thế này? Anh muốn mặc chày á, để cho em không cảm thấy hối hận khi em chọn nó làm chồng. Nhưng mà em cảm thấy rất hối hận từ ngày em về sống với anh ta. Cuộc sống của em chưa có ngày nào được bình yên hết. Mày nói cái gì? Mày sống với tao không được bình yên hả? Hay là tình cũ không đủ cũng tới? Bây giờ mày thấy nó giàu rồi, nó làm giám đốc rồi, mày muốn bỏ tao mày theo nó đúng không? Cái con đàn bà. Tao nói cho mày biết, mày mà còn động tới Ngọc, tao đánh mày nữa đó. Nghe chưa mày? Mày là cái thá gì? Tới đây chứ vậy? Thì em nói với anh rồi mà. Em tới đây để cho anh biết là em nói được thì em làm được. Trời ơi, em vừa phải thôi. Em tới đây lỡ nhưng mà vợ anh biết đó, là chết cái đám đó. Vậy thì bây giờ anh có tiền tôi la cho con vợ anh nghe không ạ? Thôi được rồi. Bây giờ em muốn sao? Thì em nói với anh rồi mà. Sinh nhật của em muốn được đi chơi xa. Thì anh cũng đã nói với em rồi, là bây giờ anh đang rất là bận công chuyện, đang giờ cao điểm, anh nhiều việc lắm, anh không thể nào đi được. Hay là bây giờ mà bữa đó anh dắt em đi ăn, rồi em thích cái gì anh mua cái đó cho em. Vậy ý của anh bây giờ là anh không đi làm tôi được, vậy thì tôi la cho con vợ anh nghe chứ sao? Ủa, nó nhỏ luôn. Ủa anh à. Chuyện gì mà cái cô này cũng hỏi nhà người quen hả? Cô ơi, bây giờ nếu mà con đi thẳng và con đi luôn á là con sẽ đi xa. Còn nếu mà con vòng gần đây á là con sẽ đi gần. À, vậy là được đi xa đúng không? Tôi hiểu rồi, vậy thì cảm ơn anh. Chào cô. Ủa anh, sao cái cô này em thấy nó kỳ kỳ, anh chỉ đường nó cũng là lạ nữa là sao? Do khúc đầu anh nói á, em không có nghe, em mới nghe khúc cuối à. Thôi vô, đấu gì không? Anh đi ăn. Em. Dạ. Chắc anh phải chuẩn bị đi công tác, tao muốn bữa thì nó mới về. Trời, gì mày đi đột xuất quá vậy? Dạ anh có muốn đâu, tại vì phải bị xử lý công việc mấy sếp lớn. Chứ chán muốn chết luôn á, anh không muốn đâu. Ê anh, hay là em lên nói chung với anh luôn, rồi hai vợ chồng mình á, tranh thủ nghỉ stress luôn, được không? Không có được, anh đi toàn gặp sếp lớn không à, rồi tiền tùng tùm lum tùm la hết. Em mà lên đó hả, là anh cho em ở khách sạn một mình luôn đó. Thì được chứ sao, em ở lại khách sạn một mình, sau đó là em sẽ chờ khi nào công việc xong á, hai vợ chồng mình nán lại thêm vài bữa nữa chơi. Không được luôn, tại vì công việc ở đây anh còn rất là nhiều, xong ở trên đó là anh xuống đây xử lý liền, không có đi được đâu. Vậy thôi. Ôi đừng có giận nữa mà, ăn miếng đi nè. Không, ai mà thèm giận anh. Rồi, có gì giờ anh về mua quà cho. Cười cái coi. Anh em. Alo, chồng đang ở đâu đó? Chồng đang ở ngay bờ hồ, chồng vừa mới tới thôi à. Chứ. Không có, tại vì anh muốn ra bờ hồ hóng gió xíu cho nó tỉnh táo mà. Vậy thôi anh hóng gió đi. Bây giờ em phải đi nấu cơm đây. Ok, 3 giờ nha. Ảnh mà gặp mình ở đó, chắc chắn anh sẽ bất ngờ lắm cho coi. Anh nè, bữa sau mà đi với em á, vợ mà có gọi là không có được nghe nghe chưa? Em khùng quá à, không nghe vợ anh nghi đó. Thì ra là anh gạt mình. Cái con nhỏ đó hình như cũng là con nhỏ hôm bữa tới nhà mình giả bộ hỏi đường nè. Chắc chắn là họ quen nhau cũng lâu lắm rồi, cho nên nó mới dám lộng hành như vậy. Được lắm, tôi sẽ cho anh hối hận cho mà xem. Chị, cho em 2 ly sữa nha.
Anh hủy vé bay đi, mình chơi hết tuần này rồi về. Đâu được đâu em, anh còn công việc nữa mà. Hay là anh sợ em chơi lâu quá, bây giờ anh biết mà ghen hả? Thì cũng sợ, nhưng mà nếu mà anh đi tới cuối tuần á, là vợ anh nghi liền. Thì tung hô cái mối quan hệ để cho bà biết. Với lại, cùng lắm thì ly hôn, đằng nào anh cũng được phân nửa tài sản mà. Nhưng mà, anh nói là được có nói mấy chuyện này rồi mà. Anh sao vậy? Bộ anh tính quen em cho vui hả? Nè, em nói cho anh biết trước nha, em quen anh không phải chơi đùa. Anh mà cứ như vậy á, em quậy cho tới khi nào mà chị buông tay anh thì thôi. À! Đấy, đấy, cái bà này, tự nhiên đó. Bạn gái hả? Anh là người đã có vợ rồi, anh là cha của đứa bé rồi, mà ở đây có bạn gái hả? Có người yêu hả? Em theo dõi tôi hả? Theo dõi hả? Tôi theo dõi anh làm cái gì? Tôi lên đây á là để tạo bất ngờ cho anh, nhưng mà cái người bất ngờ rốt cuộc lại là tôi nè. Nè, nếu như mà chị đã biết rồi á thì tôi với anh Quân đây không cần phải lén lút nữa. Anh đi vậy mà đi, đằng nào anh cũng có lợi mà. Em nói cái gì vậy? Em ơi, anh xin lỗi em mà. Lỗi cái gì nữa? Bây giờ mà anh còn mặt dày xin lỗi tôi nữa hả? Kể từ giờ phút này á, anh muốn qua lại với ai đó thì qua, tôi không bao giờ xen vào cuộc sống của anh nữa hết. Với lại căn nhà là của tôi, còn đơn ly hôn sẽ gửi đến tận tay cho anh. Em anh để cho mày đi. Đứng ra đi anh. Buông ra.